Xin chào các bạn. Hôm nay tôi nấu món canh chuối om cá mè gồm các nguyên liệu sau. Thứ nhất là các bạn thấy cá, tôi có hai miếng cá, ở đây tôi chọn cá mè. Thứ hai là chuối, chuối chúng ta gọi là chuối tiêu. Thứ ba là mẽ, đây là giấm để ngâm, muối, mì chính, bột nghệ. Và đặc biệt không thể thiếu được đó là lá tía tô, lá lốt, vài cọng rau ngỗ. Quá trình nấu canh chuối với cá như thế nào, mời các bạn đi xem hết clip của Tùng Ngọc Lạc. Nếu các bạn thấy thú vị, hãy đăng ký, chia sẻ, ủng hộ Tùng Ngọc Lạc thật nhiều. Tùng Ngọc Lạc chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin mời. Tiên là chúng ta đi ướp cá các bạn. Cá đây, miếng cá này rất ngon, hai miếng này rất tươi ngon. Chúng ta ướp cá cho nó ngấm gia vị một chút. Ta cho cá vào, ta ướp thôi. Nên là cho tí muối, ít thôi các bạn, không cần nhiều. Vì tí này chúng ta còn nấu bên kia nữa, ướp thôi. Hai là mì chính, chút nước mắm các bạn, mắm ngon, bột nghệ cho nó lấy màu, cho nó bớt mùi tanh thôi, chứ thì chúng ta còn nấu trong kia nữa mà. Và cho thêm chút dầu ăn, ít thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt cá lên. Đây. Các bạn có ăn tiêu được thì các bạn cho tiêu vào nhé. Mình đi nữa mình còn lấy cho trẻ con ăn, nhưng vợ mình nó không ăn được. Cá này mình không cho, nên mình sẽ cho tiêu hoặc ớt vào trong cái chén riêng của mình. Chúng ta cứ sọc sọc lấy cái đũa cũng được hoặc lấy cái nĩa cũng được, các bạn sẽ cá cho nó mềm, cho nó ngấm gia vị. Ok, chúng ta sẽ để cho nó khoảng trong cái tầm 15 phút thì sau đó chúng ta đi sơ chế chuối các bạn. Chuối các bạn có thể bổ này, chúng ta cắt đôi, chúng ta chẽ như thế này cũng được, và các bạn có thể cắt kiểu khác cũng được. Các kiểu khác là kiểu như thế này. Đây, nấu làm sao cho nó đẹp, nó nhanh chín là được. Các bạn có thể cắt như thế này, xéo miếng chuối đi. Đấy. Đấy. Cắt như thế này, xéo miếng chuối nó đi tí cho nó đẹp và nó nhanh chín hơn. Và tất nhiên khi mà chúng ta cắt ra thì chúng ta cho vào cái thau nước, chúng ta cho một tí giấm vào để cho nó trắng hơn nữa. Tính ra thay một lần nước nữa chúng ta rửa sạch, ta để ráo, thử dốc nước đi, phải thử tí là chúng ta ướp gia vị. Vậy thôi, chúng ta để trong khoảng 5 phút nhé. Lá lốt, rồi lá tía tô, thái chỉ nó ra các bạn. Để mưa gió cũng cố ra mà há bằng được. Còn không có cái lá ngỗ này, phải đi mua để mới cạo nha các bạn. Rồi, lấy một cái nồi mới, xong mới bỏ vào đây. Đấy, cho chuối vào, cho chút mắm vào, cho chút muối, mì chính, bột nghệ, dầu ăn, cho tí dầu ăn vào. Đấy, mẹ các bạn có thể là khoáng mẽ ra để lấy cái nước, hoặc là các bạn lấy cả tùy. Mình đảo đều đi, mình ướp trong khoảng 15 phút. Bây giờ chúng ta sẽ đi chiên cá. Ta bật bếp lên, chảo nóng rồi, chúng ta cho một ít dầu vào các bạn, ít thôi. Ta cho một chút muối vào. Đây. Khi chúng ta cho muối vào, chúng ta để thật lâu để cho nó dầu nó nóng, các bạn, nóng đủ độ đi.
chúng ta chiên không bao giờ gì. Hôm nay tôi sẽ vừa nấu món này và tôi sẽ cho các bạn xem chiên làm sao để nó không dính nhắc đấy. Cái chảo này là chảo chống dính nhưng của tôi nó lâu quá rồi, bây giờ nó mất hết men này đấy, men chống dính ấy. Nên tôi chiên sẽ không dính cho các bạn xem. Đấy. Rồi, dầu đảm bảo rồi. Cái túi ra để dầu nó bắn. Còn nếu nó bắn quá thì các bạn có thể là chúng ta cho nó vào cái vung chúng ta đậy nó lại. Như thứ hai này. Bạn thấy chưa? Bạn chế tươi ra bạn đặt mấy cá xuống nó đặt không dính rồi này. Đây, thấy không bạn? Đặt cá xuống là chi thì dừng là nó có dính đấy. Đấy. Bây giờ tôi sẽ vừa chia sẻ món canh chuối và tôi sẽ vừa mới chia sẻ cho các bạn cái bí kíp chiên xào sao nó không dính. Đấy, thấy chưa? Không dính được chút nào nha. Con cá rất đẹp. Các bạn thấy trong nghi cá nó phải khe lại này, khe vàng rồi, chúng ta phải cho cá sang một bên, cá sang một bên, và chúng ta cho này, cho cái nồi o của chúng ta lên, chuối chúng ta lên, đây chúng ta cho chuối lên, cho chuối lên chúng ta đảo đều để cho nó ngấm nó sôi một tí, và tí nữa chúng ta sẽ cho cá xuống, chúng ta rót nước lên và chúng ta cho nước sôi vào để chúng ta om thì nó sẽ không bị tanh, các bạn nhớ nha. Nếu các bạn làm tất cả nhưng các bạn quên cho nước lạnh vào là nó sẽ bị tanh nha các bạn. Sau khi chúng ta cho cá vào, các bạn đổ nước sôi vào, chúng ta om cho khoảng 15 phút các bạn, đổ nước sôi vào các bạn nhé. Các bạn đừng cho nước lạnh vào là nó sẽ bị tanh đấy, và để cho nó nữa là lưu diêu thôi, khoảng 15 phút. Như vậy là gần 20 phút rồi, chúng ta sẽ mở cho chúng ta phải kiểm tra lại các bạn. Đây các bạn thấy, vậy là tuyệt vời rồi, các bạn thấy không? Đây. Bây giờ chúng ta chỉ nêm nếm thôi. À, như vậy là vừa ăn lắm rồi các bạn, rất tuyệt vời. Và các bạn thấy miếng cá còn nguyên nhé, cá thì chúng ta cắt riêng ra. Ok, cá đây các bạn, cá còn nguyên thì chúng ta sẽ đút canh ra. Như vậy thì các bạn thấy tô canh của chúng ta là thành công đây, hai món. Thứ nhất là tô canh, dạ canh này, thứ hai là cá, những cá rất đẹp vẫn còn nguyên và canh. Các bạn thấy thú vị hãy đăng ký và chia sẻ cho Tùng Ngọc Lạp thật nhiều. Tùng Ngọc Lạp chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip sau. Thân ái chào tạm biệt.